Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mẹ Bảo Ân. Và ngày hôm nay thì mẹ Ân sẽ giới thiệu đến với các bạn một cái mẫu hoa để chúng ta làm tiệc cỗ rất là nhanh, rất là tiện. Có người thì gọi nó là hoa chuốt, có người thì gọi nó là hoa ly. Thế nhưng mà mẹ Bảo Ân thì gọi chung nó là hoa để làm mâm cỗ các bạn nhé. Để chúng ta có thể dễ phân biệt được nó. Với cái mẫu hoa này thì các bạn cần những cái dụng cụ như ở trên hình. Nếu như bạn cần mua các cái sản phẩm dụng cụ tại mẹ Bảo Ân thì bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cái số 0977659472 để chúng ta có thể mua được hàng tại mẹ Bảo Ân nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng lạo để chúng ta tỉa khối. Các bạn đi theo cái video của mình thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta dùng hoàn toàn bằng lạo. Nếu như bạn nào không có lạo thì chúng ta dùng dao cũng được. Nhưng mà cá nhân mình thấy là các bạn nên dùng lạo nhé. Bởi vì dùng lạo thì chúng ta sẽ nhanh hơn và chúng ta cũng dễ dàng lấy khối hơn là khi các bạn đi giao. Đi giao thì để trẻ khối ra thì các bạn đặc biệt với những cái bạn mới ấy, hoặc là những cái bạn mà phụ nữ tay yếu thì chúng ta rất khó để lấy khối. Bản thân mẹ bảo ân cũng là một người rất khó lấy khối nếu như mà mẹ bảo ân đi giao. Vậy cho nên là thường là mình sẽ lấy khối như thế này bằng chính cái phần lạng. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái con dao quắm ở trong cái bộ dụng cụ của chúng ta để chúng ta lấy được cái bông hoa này. Đây là một trong những cái mẫu hoa mà mình luôn luôn hướng dẫn cho những bạn mà làm ở các cái tiệc cỗ, đặc biệt là cỗ trai, thì các bạn làm rất là nhanh. Và với những cái bạn mà làm cỗ tiệc cưới cũng có thể sử dụng với cái mẫu này nhé. Chúng ta làm rất là nhanh và chúng ta có thể để bảo quản trong ngăn mát từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta trang trí. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không ngâm vào nước ngay nhé, mà trước khi chúng ta trang trí thì chúng ta mới ngâm vào nước lạnh để chúng ta vuốt cánh hoa. Các bạn có thể nhìn tay của mình là mình đang dùng cái con dao quắm thái rất là đơn giản để có thể lấy ra được những cái cánh hoa như thế này. Sau khi chúng ta đã lấy khối rồi thì chúng ta dễ dàng dùng cái đầu dao để chúng ta lấy từng cánh hoa ra một và tùy vào từng củ cà rốt để các bạn có thể dễ dàng lấy được. Thì củ to thì các bạn sẽ lấy được cánh nhiều mà củ nhỏ sẽ lấy được cánh nhỏ hơn. Nhưng các bạn cố gắng lấy lẻ cánh để cho cái bông hoa của chúng ta đẹp hơn. Ví dụ như là chúng ta lấy 3, 5, 7. Như vậy thì cái cánh hoa của các bạn sẽ dễ dàng và nó đẹp hơn rất là nhiều. Và với cái nghệ thuật này thì đó, các bạn có thể nhìn thấy là mẹ bảo ân làm rất hay bị lỗi. Cho nên các bạn khi làm chúng ta cố gắng không làm nhanh mà kiên trì để chúng ta có thể ra được cái bông hoa của mình nhé. Và các bạn lưu ý là khi ở mẹ bảo ân thì mẹ bảo ân vẫn chuyên chính ở trang mẹ bảo ân.com, đó là trang web, thì mình vẫn chuyên các loại trà hoa, thảo mộc, thảo dược, táo đỏ, kỳ tử. Thế cho nên là mình cũng không chuyên về các dụng cụ tỉa hoa. Dụng cụ tỉa hoa thì mình chỉ là mình dạy về cái nghệ thuật này. Thì các bạn học viên của mình thì mình có lấy dụng cụ cho các bạn với những cái bộ dụng cụ hết sức là cơ bản. Thì có hai cái bộ combo, một cái bộ combo là 230.000 và một bộ là 320.000. Và các bạn hãy vào truy cập vào trang web để có thể xem được chi tiết, hoặc là có thể nhắn tin riêng cho mẹ Bảo Ân để mẹ Bảo Ân sẽ gửi đến bạn cái hình ảnh về cái bộ combo và cũng tư vấn cho bạn để bạn có thể là mua cái bộ nào cho nó hợp lý nhất với mình nhé. Với những bạn mà chuyên nghiệp thì mình cũng chia sẻ luôn là các bạn không mua được sản phẩm tại mình, bởi vì sản phẩm bên mình là những cái sản phẩm cơ bản nhất, những cái dụng cụ cơ bản nhất. Vậy cho nên bạn nào mà chuyên nghiệp thì chúng ta hãy liên hệ với những cái nhà cung cấp chuyên nghiệp, ví dụ như là Ngọc Sơn Calvin chẳng hạn, mình thường hay mua ở đấy, mình không có gì giấu giếm các bạn cả. Vậy cho nên những cái bộ dao chuyên nghiệp tiền triệu ấy là mình không có, mình chỉ có những bộ dao cơ bản. Bộ dao đắt nhất ở bên nhà mình nó không quá 400 nghìn các bạn nhé. Vậy cho nên là bạn mua sản phẩm của mình thì cũng liên hệ, nhắn tin riêng cho mình để làm sao mà mình có thể tư vấn kỹ nhất cho các bạn, để các bạn có thể mua được sản phẩm tốt nhất. Và sau đó thì nếu như các bạn muốn học cắt tỉa thì cũng có lớp miễn phí và lớp có phí. Thì khi các bạn liên hệ trực tiếp các bạn sẽ nhận được cái thông báo của bên mình là có phí hay có phí cụ thể như thế nào và được giảm học phí hay miễn bớt như thế nào, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình qua cái mục tin nhắn hoặc qua Zalo số 0977659472. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.